Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Fitness Friday của Perfect. Trong những video tiếp theo, Perfect sẽ chia sẻ phẩm bổ sung supplements các bạn thường nghe trong việc đi tập gym. Và nói về phẩm dinh dưỡng thì chắc chắn trong chúng ta không thể không nhắc đến bột whey. Trong tuần này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm bột whey sẽ làm ra như thế nào, bạn có nên uống whey hay không, nếu bạn không có đi tập thì có nên xài bột whey hay không. Qua đây sẽ là 5 sự thật về bột whey mà có thể khiến các bạn bất ngờ đấy. Rồi, vào bài thôi, let's go. Điều đầu tiên, whey được làm từ sữa và chia trong sữa chúng ta uống hàng ngày có bột whey và casein. Công trình sản xuất bột whey sẽ tách casein ra khỏi sữa tạo thành hai loại chất là chất đặc và chất lỏng. Chất đặc mang đi làm cheese và whey là chất lỏng. Whey lỏng sẽ được thanh trùng nhiệt độ cao giúp cho bột whey được tạo thành. Sau đó sẽ qua một quá trình xoay liên tục với một nhiệt độ nhất định. Việc xoay và sấy tạo thành bột whey để đóng gói. Đó là lý do tại sao các nhà sản xuất cheese làm được luôn cả bột whey nữa. Sự thật thứ hai, whey có ba loại whey: whey protein concentrate, whey protein isolate và whey protein hydrolysate. Whey protein concentrate bao gồm là 80% nước đạm, đường, sữa lactose và chất béo. Thường các bạn có cảm giác khó tiêu khi uống sữa sẽ không nên uống bột whey concentrate vì đường sữa lactose cao gây ra khó tiêu hóa. Whey protein isolate bao gồm 90% chất đạm hoặc cao hơn. Loại whey này rất ít lactose và chất béo nên các bạn sẽ dễ tiêu hóa hơn khi uống. Và loại cao cấp nhất là whey protein hydrolysate. Qua quá trình thủy phân, loại whey này sẽ không có đường sữa lactose và cực kỳ ít chất béo. Nó sẽ giúp cho các bạn dễ tiêu hóa hơn và hấp thụ nhanh hơn vào cơ thể. Tất nhiên về giá thành, whey protein hydrolysate sẽ là cao nhất vì bột whey này sẽ được xử lý nhiều nhất và giúp các bạn dễ hấp thụ nhất. Đối với mình, sự khác nhau này không quá quan trọng, chỉ là nếu các bạn có dị ứng mấy khó tiêu với là đường sữa lactose thì sẽ nên chi tiền nhiều một tí để mua bột whey hydrolysate hoặc cũng có thể là mua isolate. Còn nếu không thì bột whey nào như nhau mà thôi, miễn sao các bạn ăn uống đầy đủ lượng protein cần thiết trong một ngày. Sự thật thứ ba, whey không giúp bạn tăng cơ, whey chỉ giúp bạn phục hồi cơ mà thôi. Nhóm cơ được hình thành qua quá trình co và giãn. Các nhóm cơ bị tổn thương sẽ tạo nên nhóm cơ mới nếu bạn cung cấp đầy đủ chất đạm và dinh dưỡng cần thiết. Việc tập luyện ở phòng tập sẽ giúp các bạn phá hủy cái nhóm cơ cũ để xây dựng nhóm cơ mới. Đó là lý do tại sao các bạn cảm thấy đau này, nhức mỏi sau một ngày tập luyện. Cứ tưởng tượng cũng giống như là da của chúng ta đi nắng vậy. Để làm lớp da dày thêm thì các bạn sẽ cảm thấy rát da sau khi đi biển. Lớp da cũ sẽ được gỡ bỏ thay bằng lớp da mới dày hơn. Thì việc bổ sung whey là cung cấp đủ lượng protein giúp cho các nhóm cơ phục hồi sau quá trình tập luyện. Sự thật thứ tư, whey phù hợp cho dù bạn có đi tập hay là không đi tập, và đặc biệt là dành cho người lớn tuổi. Bột whey cũng giống như là lượng chất đạm protein hàng ngày vậy. Nếu các bạn không ăn đủ lượng protein để phục vụ và bảo vệ các nhóm cơ mình đang có thì cơ thể sẽ nhão dần đi và mất nhóm cơ bảo vệ xương. Trung bình một người cần ít nhất 1 đến 1.2 gram chất đạm cho mỗi kg cân nặng. Giả sử bạn cân nặng 60kg và không tập luyện, ít nhất cần 60g đạm hàng ngày. Trong một bài viết của Vietnam Economy, trung bình một người Việt Nam tiêu thụ khoảng 150g thịt mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu so sánh thành phần dinh dưỡng thì 150g thịt heo cung cấp từ 25 đến 35 gram chất đạm mà thôi, nghĩa là thiếu từ 25 đến 35 gram chất đạm. Số lượng này khoảng một scoop của whey. Khi dành cho những người lớn tuổi, họ sẽ cảm thấy việc nhai khó khăn hơn. Việc uống giúp cho những người lớn tuổi cung cấp đủ lượng protein, tránh bị loãng xương. Vậy cho dù là nam hay nữ, luyện tập hay không luyện tập và cả người lớn tuổi, việc bổ sung chất đạm là rất là quan trọng cho cơ thể. Điều thứ năm, whey giúp bảo vệ môi trường. Cho một bạn so sánh các chất thải CO2 ra môi trường so với các loại thịt như là bò, gà, tôm, cá và ngay cả protein thực vật, việc sản xuất whey thải ra CO2 thấp nhất. Điều này đã là di chuyển số lượng bò và một xe tải tạo ra khí CO2 khá là nhiều. Vậy nên uống bột whey cũng là cách để bảo vệ môi trường đấy. Hy vọng video đã mang lại nhiều điều thú vị về bột whey. Whey tốt hay là whey không tốt thì tùy thuộc vào cách sử dụng của mỗi người. Việc quan trọng nhất là đủ kiến thức về loại thực phẩm supplement này và sử dụng whey hợp lý để bổ sung chất đạm đầy đủ. Bạn sử dụng whey như thế nào thì hãy comment ở bên dưới để mình biết thêm nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy video này thú vị, đừng quên like và subscribe kênh ở đây để ủng hộ Perfect nhé. Hẹn gặp lại những video sau. Còn bây giờ thì peace.